Rồi, đợi tôi xin chào tất cả các anh em cần thủ 50k từ Tổ quốc. Hôm nay là một clip gồm 16 cây cầu nha mọi người. Thì 16 cây cầu này 16 cây cầu hàng carbon. Cần này là cần cần tay nha anh em, cần tay. Có một số cây lóng ngắn và lóng dài. Thì đa phần những cái lô này nó độ cứng nó tầm khoảng 3H đổ lại thôi nha mọi người. Rồi, để vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi tổng. Nếu hàng lỗi mà không clip lên đó thì anh em cứ gửi cho em nhé. Khảo cho mọi người tham khảo cái thứ nhất nha. Thì cái thứ nhất một cây cần tay hàng là hàng carbon pha nha nè. Thì cây này thì em lấy từ thị trường Nhật về, có nút chụp đầu cần nè. Thì cái này dài 3m6 nha. Thì ngoại hình cây này ở đâu đó tầm khoảng 90% ăn lên nha mọi người. Cần còn khá là mới. Lấy vài lỏng tham khảo mọi người. Đây. Quan carbon sẵn nha. Còn rất là mới luôn. Thì cái này nặng là 150g, dài 3m6, đọt là 0.7, độ cứng ra tầm khoảng 2H nha, 2H hạt cử thôi. Cái này thu gọn là 57cm. Đó, cái này chỉnh cho anh em câu gô, câu giết, câu phi. Rồi, giá cái thứ nhất giá là 300 nha nè, 300k cộng ship. Tiếp theo cái số 2, theo sẽ là cây số 2 nha mọi người. Cây số 2 thì lên mọi người vẫn một cây cần tay lóng ngắn hàng carbon. Đây. Cây này được China sản xuất nha anh em, hàng China xuất Nhật, dài 5m4. Đọc thông số cho mọi người xem. Thì cái này còn túi, còn hộp luôn. Cái này nó mới ra tầm khoảng 95% nha anh em, 95% ăn lên. Cái này dài 5m4, tổng cộng là 12 lóng, thu gọn là 56cm, nặng là 220g, đọc 0.7. Độ cứng cái này gơ đâu đó tầm khoảng 2H hạt cử nhé. Rất là mới luôn. Còn nút chụp nè. Phôi carbon. Lấy mài lỏng cho mọi người tham khảo. Thì cứ anh em cốt chốt báo em chụp hình cận cảnh này cho mọi người nha. Đó. Nói chung là cái này mới, cái chụp đen nha mọi người. Chuyên anh em câu gô, câu giết, dạng câu cảm giác, câu phi, tất cả các lóng ok hết, chất liệu carbon. Rồi giá công khai cái số 2, giá là 600 nha mọi người, 600 cộng ship. Tiếp theo cái số 3, cái số 3 lên cho mọi người một cây của Okuda gì nè mọi người, đó, một cây Okuda, cây nội địa. Thì cái này dài 4m nha mọi người, dài 4m, chất liệu là liệu carbon. Cái này cũng mới can sạc bèn luôn. Đó, 90% ăn lên nhé. Voi là voi carbon. Có nút chụp. Cái này nặng là, để em xem. Cái này nặng là 100g, dài 4m, đọt 0.7. Thu gọn là 55cm, độ cứng ra tầm khoảng 1H5 đến 2H thôi nha. Cái này dạng cho anh em câu suối, câu giết, câu cá mưng. Thì phôi là phôi carbon sẵn như này, sẵn bồng. Cái này cũng mới nha mọi người, mới. Rất là đẹp luôn. Đẹp miễn bàn. Thì những cần em lên cho mọi người nè, nó cứ em về tháo ra, có dập lóng, bể lóng, thời độ chế thì em báo lại, báo em nhận lại hết nha. Rồi, giá công khai cây số 3, giá cũng là 600 nha mọi người, 600 cộng ship cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho mọi người một cây cần pencil 2 carbon. Cây này hình như là của Suyumi. Hàng của Korea sản xuất. Đây, đóng tem. Phôi cũng là phôi carbon sẵn. Có nút chụp nè. Quên đó. Những cần tay em lên hôm nay đều có túi hết nha mọi người, đều có túi hết luôn. Đó, cần Suyumi. Thì cái này nặng là 135g, đọt 0.7, độ cứng ra tầm khoảng 2H, thu gọn là 55cm. Đó. Độ mới cái này cũng ra tầm khoảng 90% ăn lên. Đó, đa phần những cái này đều mới. Không có xuất sắc gì nhiều luôn. Tất cả đều mới lên keng. Các con sẵn rất là đẹp luôn.
Thì cái này độ cứng tầm khoảng 2H. Vẫn chiên cho anh em cô go cô viết nhé. Copy cô chép. Rất là đẹp nha anh em. Thì giá công khai cây số 4 giá vẫn là 700 nha anh em. Giá 700 cộng ship cây số 4. Lấy quài lỏng ra cho anh em tham khảo ha. Cái anh em bảo chập phần cận cảnh này cho anh nhé. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 lên cho mọi người vẫn là một cây cần tay lóng ngắn. Thì cái này dài 4m5 nha mọi người. Dài 4m5. Cây này thì không thấy nó có tên. Đây, tên Sliver gì nè. Thì cây này em lấy từ thị trường Nhật về nhé. Được cây này nó sơn bạc anh kim nè. Nhìn rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Dài 4m5. Có nút chụp. Túi đi theo cần. Thì cái này nặng là 115g, đọt 0.7, độ cứng ra tầm khoảng 2H. Thì cái này thu gọn là 53cm. Ngoại hình cũng 90% ăn lên nha anh em. Đó, ngoại hình vẫn là 90% ăn lên. Cặp quần sáng quần nha. Đó, sơn bạc ánh kim. Rất là đẹp luôn. Đầu lỏng đây. Còn này rất ok nhé. Rồi giá công khai cây số 5 giá là 700 nha mọi người. 700 cộng ship cây số 5. Tiếp theo cây số 6. Cây số 6 lên cho mọi người là một cây cần carbon tiết. Cây cần của Alpha Taco nha này. Hàng Alpha Taco mã có đầy đủ nha. Thì cây Alpha Taco này dài 5m4, độ mới ra tầm khoảng 90% ăn lên. Rất là đẹp, được sơn màu ánh kim nè. Rất là đẹp luôn. Hàng carbon. Thì cây này nặng là 160g, độ 0.8, độ cứng ra tập khoảng 2H, thu gọn là 53cm. Lấy phô cho mình xem. Phô carbon. Và những cây này còn rất là mới luôn. Đó. Hàng họ chỉ dùng nước mà thôi. Đó. Cái này dạng đấu giá về. Đó. Đấu giá ra chung lô về. Mới cây sẽ bèn như anh em. Đó. Hàng quảng chi anh em cô go cô viết nha. Có cảm giác. Rồi giá công khai cây số 6. Giá cũng là 700 nha anh em. 700 cây số 6. Tiếp theo cây số 7. Cái số 7 lên cho mọi người một cây cần zoom. Cây này zoom nha anh em. 4m5, 4m9 và 5m4. Cây này của hàng Ron Peeling. Thì cây này em lấy từ thị trường Nhật về nha mọi người. Cũng lấy từ thị trường Nhật về luôn. Dài 5m4. Có 3 chế độ zoom, 4m5, 4m9 và 5m4. Nặng là 210g, đọt 0.7. Thì cái này thu gọn là 53cm, đọt gơ tầm khoảng 2H thôi nha anh em. Cứng ra tầm khoảng 2H thôi. Đó. Dạng này anh em câu gô đồng. Đó. Câu cảm giác rất là ok nha. Phôi vẫn là phôi carbon. Độ mới thì em vẫn đảm bảo với anh em trên 90% nha. Phôi carbon vòng. Rất là đẹp luôn. Khỏi chèo tao được. Rất là ok nha mọi người. Thì cây số 8 giá công khai là 800 nha nè. Cây số 7 giá công khai là 800 nha. Đọt cái này, đọt cái này đọt đặt nha nè. Đọt cái này đọt đặt. Tất cả cái lóng ok hết nha. Tiếp theo sẽ là cây số 8 nha. Dẹp mấy cây đó vô đó rộng rãi để quay tiếp. Thì cây số 8 muốn một cây cần lóng ngắn. Thì cái này full túi full hộp luôn. Cả túi cả hộp. Thì cái này của Tekken gì nè. Đó. Thì cái này cũng lấy từ thị trường Nhật về nha mọi người. Thì cái này dài là 6m3 nha. 6m3. Thu gọn là 55cm. Nặng là 340g. Thì đọt cái này là 0.7 nha mọi người. Đọt 0.7. Đọt cứng ra tầm khoảng 2H.
hay ha. Thì cái này thì nó có xuất sắc nha anh em, có xuất sắc. Phôi cũng là phôi carbon, là sáng vòng, rất là đẹp luôn. Lấy anh em lấy lóng cho anh em thêm tham khảo. Quạt sóng vòng lóng nó khá là bự. Sẵn rất là đẹp luôn. Tất cả lóng ở trong đều ok hết cho mọi người, rất là đẹp luôn. Rồi giá công khai cây số, cây số, cây số 8 nha anh em. Giá công khai cây số 8, giá là 600 nha anh em, 600 còn xếp cây số 8. Tiếp theo cây số 9. Đó. Cây số 9 lên cho mọi người một cây cần tay lóng dài. Thì cây một cây cần tay của Suyumi. Đó. Ngoại hình cái này cũng mới nha mọi người, ngoại hình cái này mới. Thì cái này nó không có nút chụp nha. À, chất liệu cũng là chất liệu carbon. Thì cái này dạng chỉnh cho anh em Kogo luôn, à, Kogo con viết. Thì cái này dài là 2m7 nha anh em, dài 2m7. Nặng là 57g, độ 0.5, độ cứng ra tầm khoảng 2h. Ha. À, Kogo, à, Kogo con viết lên cảm giác. À, chất liệu cũng là chất liệu carbon. Đó. À, chất liệu là chất liệu carbon. Ngoại hình cũng còn rất là mới luôn. Đó. Mấy cái này đi rẫy vô là khỏi bằng. Đó. Thì giá công khai cây số 9, giá là 500 nha nè, 500 cộng tiếp. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 lên cho mọi người một cây cần nội địa, carbon Tokyo. Đó. Cái số 10 nha anh em, carbon Tokyo. Thì cái này dài 3m nha, dài 3m. Thôi carbon sẵn. Rất là đẹp luôn. À, cái này vẫn không có nếp chụp. À. Mấy cây cần tay thì có túi hết nha anh em, à, có túi hết. Thôi carbon sẵn nha anh em. À, cái này vẫn cho anh em Kogo, copy, à, cấu chiếc. Lội lên cảm giác thôi. À, đọt nguyên zin nha, tất cả nguyên zin hết. Thì cái này dài 3m, thu gọn là 108cm, đọt 0.7, độ cứng là tầm khoảng 2h. Giá công khai cây số 10, giá là 650k cộng ship nha. Tiếp theo cây 11. Cây 11 lên mọi người một cây cần Olympic. À. Thì cây Olympic này thì nó sẽ dài là 3m9 nha anh em, dài 3m9, hàng Olympic nội địa. Voi nha, sẵn sẵn carbon sẵn ít đỏ nha mọi người, sẵn đỏ nha, rất là đẹp luôn. Thì cây này có nút chụp nè. Đó. Thì cái này nặng là 100g, đọt 0.6, độ cứng ra tầm khoảng 2h 2.5 nha. Đó, thu gọn 110cm, đọt nó là đọt xem, đọt là đọt đặc nha anh em, đọt đặc, anh em phải cột chép cũng được, rất là cảm giác. Carbon sẵn nha mọi người. Rất là ok luôn. Thì bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chết nha. Anh em cứ tháo ra kiểm tra giống như em thế này đây. Tất cả các lóng đều mới, không xước xác như clip này thì anh em nhận giúp em nha. Rất là đẹp. Sẵn gần buốt luôn. Khỏi chê. Rồi, giá công khai cây số 11, giá 800 nha anh em, 800 cộng tiếp cây số 11. Tiếp theo cây số 12. Cây số 12 lên cho mọi người một cây cần của Elta, một cây Elta. Thì cây này vẫn là cây hàng carbon. Dài là 3m9 nha anh em, dài 3m9. Nặng là 106g, thu gọn 117cm, độ 0.8. Độ cứng tầm khoảng 2h 2.5 nha anh em. Đó, 2.5 3h chứ.
cái này khoảng 2.5-3 h dạng săn chép đó. Săn chép cầu rô thì cây này dạng đọt long phụng nha mọi người, đọt tháp, khúc tháp đây, khúc trên đây là đặt nha, khúc trên đây là rộng, phôi phôi carbon, cần còn rất là mới nha mọi người, đó. Ngon lành, cây này vẫn cho anh em câu gô, câu chép, đó. Câu giết. Rồi giá công khai cây số 12, giá là 800 nhanh này, 800 cộng ship cây số 12. Tiếp theo cây số 13. Cây số 13 lên cho mọi người là một cây Elta. Đây, Elta. Hoài vẫn là hoài sẵn gần gốc nè, có đồ chụp nè. Thì cây này dài 3.9 m, thu gọn 113 cm, nặng là 95 g. Nặng 95 g, đọt 0.7, đọt cứng ra tầm khoảng 2.5 h nha mọi người, đọt cứng ra tầm khoảng 2.5 h. Đây. Đây, carbon sẵn nha. Cây này thì sẵn rất là đẹp rồi. Anh em có thể câu chép cảm giác thì lấy cái này đánh cũng rất là ok. Đọt cũng là đọt long phụng, đọt tháp. Đây, khúc ở trên đây sẽ thiếu tinh nha, khúc dưới đây là carbon nè, đó sẵn găng guốc luôn, rất là đẹp, đẹp miếng bàn nha mọi người. Rồi giá công khai cây số 13, giá cũng là 800 nha anh em, 800 cộng tiếp cây số 13. Tiếp theo cây số 14. 14 lên cho mọi người một cây cần nội địa. Đó, một cây nội địa. À, cái này còn nhẵn luôn. À, còn nhẵn luôn. Bao đầy đủ. Sẵn gần gốc nè, rất là đẹp. Thì cái này còn nút chụp đầu nè. Đó. Cái này thì em cũng không có đọc được cái tên của nó luôn. Đó, biết là hàng nội địa thôi. Thì cái này dài 5.4 m, nặng 160 g. Thu gọn 106 cm, đọt 0.7, đọt cứng ra tầm khoảng 2.5-3 h nha nè, đọt cứng ra tầm khoảng 2.5-3 h. Khoai là khoai carbon sẵn găng guốc nè, khoai carbon rất là đẹp nha mọi người. Hàng này về cho anh em xin chiên cho anh em săn chép nha, cột chép, cột chép, cột rô, đọt nó đây, đọt đó là đọt long phụng nha nè, đọt thấp, rất là đẹp luôn, coi rất là đẹp và chỉnh, hàng nguyên xin nhé, chưa độ trễ gì hết. Rồi, giá công khai cây số 14, giá là 900 nha nè, 900 cộng ship cây số 14. Tiếp theo là cây số 15. Cây số 15 lên cho mọi người quẳng một cây cần nội địa. Thì cây này cũng không biết tên nó luôn. Đó. Góc cần đây, góc này là được mấy Nhật đổ keo rồi nè, nhìn rất là bóng luôn. Carbon sẵn nha, carbon sẵn. Thì cái này dài là 5.4 m, nặng 170 cm, nặng 170 g, thu gọn là 105 cm, đọt 0.6, độ cứng ra tầm khoảng 2 h thôi nha anh em, độ cứng ra tầm khoảng 2 h thôi. Đó. 5.4 m, 2 h. Một sáng rất là đẹp luôn. Sẵn khỏi bàn, đọt nó đọt đặc nha nè, đọt này đọt đặc nha, cặp con đặc về đánh cảm giác khỏi chê. Sẵn gần guốc,
Rồi, giá công khai cây số 15, giá là 800k nha nè, 800 cộng chip nha. À, cứ anh em cứ chốt báo em chụp hình cận cảnh lên nha. Tiếp theo cây cuối cùng. À, cây cuối cùng lên cho mọi người một cây cần nội địa của Carbon Tokyo. Đây. À, thì cây này dài 6m3 nha nè, dài 6m3. Vẫn là carbon sẵn bò. Rất là đẹp luôn. Có nút chụp. Thì cái này dài 6m3, nặng là 210g, thu gọn là 100cm. Thì cái này đọt ra tầm khoảng 0.7 nha, đọt cứng ra tầm khoảng 2H. Đọt 0.7, đọt cứng ra tầm khoảng 2H. Đây, phôi của nó là phôi cặp bò sẵn đây. À. Sáng rất là đẹp luôn, hàng nguyên sinh nhé. Cái này về cho anh em phục chép Google của viết. Sáng rất là đẹp. Rồi, giá công khai cây số 16, giá là 800 nha nè, 800 cộng ship cây số 16. Đọt cái này vẫn là đọt đặc nha nè, đọt vẫn là đọt đặc, đó, dạng sân hàng, câu chép thôi. Đó. Trời ơi, đánh bạo lực thì không được rồi. Đó. Thôi thì đẹp. Căn xà beng. Rồi, đó tổng cộng 16 cái căn lên cho mọi người. Nếu mọi người ưng cái nào chốt lên lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.